Tôi Duy Thường chào tất cả bạn. Tôi Minh Hoài chào tất cả anh em. Minh Hoài. Chào mừng các bạn trở lại với channel Duy Thường. Thì clip hôm nay bốn anh em tôi thực hiện. Hôm nay anh em tôi sẽ chơi một cái trò chơi đó là game ngu. Hôm nay bốn anh em tôi chia làm hai đội. Thì hôm nay tôi sẽ chơi với Minh Hoài là 1 triệu. Nếu mà người nào chiến thắng trả lời nhiều câu hỏi ở trong game ngu này hơn thì được dành 1 triệu. Còn người nào không trả lời được ấy, thua ấy, ít hơn ấy, thua ấy thì sẽ bị trừng phạt rồi. Thì trừng phạt đó là nói tất cả các bạn là tôi tên là gì ấy, tôi là một thằng ngu không trả lời được những cái câu hỏi như thế. Thì game ngu này đang có sự kiện đua top. Các bạn nào đua được top ấy thì các bạn sẽ đạt được 500.000 tiền thẻ điện thoại luôn nhá. 500.000, các bạn nhớ 500.000 này. Và các bạn nào nhanh tay ấy, tải ngay ở trên App Store ấy. Thì các bạn nào chơi ở iPhone ấy thì lên App Store tải game ngu này về để chơi và đua top. Nếu mà được đua được top ấy thì các bạn sẽ đạt 500.000, được 500.000 tiền thẻ điện thoại. Ok, thì bây giờ tôi Minh Quầy Winxie xem là ai là người chiến thắng thì được chơi trước. Nếu mà trong 3 hiệp ấy mà ai mà giành chiến thắng được 2 hiệp ấy là người chiến thắng, còn thua ấy thì là sẽ bị chịu phạt. Ok. Ok. Winxie, 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 Winxie. Ok, thì bây giờ là Minh Quầy là người chơi đầu tiên, thì Minh Quầy sẽ chuẩn bị sẵn sàng chơi chưa? Chơi. Đấy, hai người kết hợp đấy. Đọc lên. Cha cố cả đời lại dứt điều gì? Không làm được đám tang cho mình. Yeah. Đúng không? Một câu ạ. Cha cố làm chúng ta không thể làm gì mà không nhắm mắt. Ngủ. Sai rồi. Đúng, mọi người biết game Avatar Music là game gì? Chọn lên, chọn cái gì phải nói lên. Thua à? Thua bảo. Thua rồi à? Thua rồi thì bây giờ chơi, bây giờ là hiệp đầu tiên là được mấy câu? Được 2 câu. Được 2 câu rồi à? Ok, thì bây giờ đến lượt tôi với Ngọc chơi xem là có khôn hơn Minh không. Minh Quầy hơi ngu một tí, chơi chỉ được 2 câu thôi. Chơi game. Đấy. Tại sao làm tại sao không làm lắp lồi hình vuông? Câu trả lời đầu tiên là tốt hơn, không có nguồn, không có lồi vuông, lặng hơn, xấu hơn, không có lồi vuông. Yeah! Đợi lúc nào người làm hình vuông thì mới có lắp hình vuông thôi mà. Ok. Hỏi ngu thế mới được, làm gì có lồi là lồi hình vuông. Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Một thời gian sau, mèo trắng lại gặp lại mèo đen. Hỏi mèo đen sẽ làm gì? Câu hỏi này, đọc cái câu hỏi của nó cảm thấy ngu thật rồi. Sao lại mèo mèo? Mẹ mày đi, tổ sư bố mày, thông nó. Mèo chỉ biết kêu là meo meo chứ mèo làm gì biết tiếng nói tiếng người, đúng không? Meo meo. Đây đây, cho dù thiết bị nào cũng kêu chỉ meo meo thôi, huống chi là đơn giản là cướp bồ. Ok, 2 câu. Câu thứ 3, điền vào chỗ trống, uống nước thì phải nhớ. Ôi, bạn nào học hết cấp 2 thì các bạn hiểu, uống nước phải nhớ, nhớ cái giếng mình uống. Ok, uống nước là phải nhớ nguồn. Nhớ nguồn. Thằng này bị ngu à? Uống nước phải nhớ. Uống nước nhớ người. Nhớ người á? Làm như câu là tục ngữ là uống nước nhớ người bao giờ nhỉ? Câu là nhớ nguồn không phải. Uống nước nhớ nguồn sao lại sai nhỉ? Bọn này bị ngu à? Hay là nó ngu quá? Rồi, ngu mà. Uống nước nhớ người. Ủa chết rồi. Ôi, 2 câu nhớ rồi. Nguồn. Hoài vậy à? Sao à? Đấy, mày, tôi phải nói thật chứ cái trò chơi này nó ngu đến mức này. Nó hỏi ngu mà. Nếu uống nước thì phải có cốc. Nhớ cốc. Đây là thiếu cốc. Có cốc, nhớ cốc, đúng rồi, uống nước nhớ cốc. Phải có cốc, phải có cốc thì mới uống được. Nó hỏi ngu mà, đâu có về rồi. Trời ơi. Tôi nói thật với các bạn là mày còn ngu hơn. Tôi là wow. Tôi bây giờ đến cho tôi là cày quá, chơi lại phát. Chơi lại ấy. Trời ơi ngu. ngu ngu. Có ba thằng cô chung một cây dù. Có hai thằng áo ướt. Thằng áo ướt. Dầu đậu lành làm từ đậu lành. Dầu vừng làm từ vừng. Dầu gội. À, dầu đậu phộng làm từ đậu phộng. Vậy dầu gió làm từ gì? Dầu gió làm từ gì? Câu trả lời là xem thành phần để biết thêm chi tiết. Từ không khí, từ cái kẹ bẹ đóa và từ gió. Bây giờ cái kia nó toàn từ giống nhau rồi. Bây giờ bật đường anh nhỉ? Gió đi. Xem thành phần để biết thêm chi tiết. Tướng Lào đẹp nhất trong Liên minh huyền thoại? Jinx, Talo, Squid, Sơn Tùng, Yasuo. Jinx. Jinx là tướng nữ, vì tướng nữ mới có vú thôi chứ. Làm gì tướng nam lại là có vú. Cái đầu tiên. Cái đầu tiên trong chữ cái tiếng Việt là gì? Ui giỏi hỏi, đến nay không hỏi. Cái này thì học sinh nó cấp 1 tôi biết. Mẫu giáo đã được bảng học bảng chữ cái rồi. A C à, đây là đố mẹo. Chữ cái đầu tiên trong chữ cái tiếng Việt phải không? C. Gặp gái thì phải làm gì? Đánh nhau, xếp hình, tập thể dục, làm quen và xin số. Để mình vận dụng cái kiến thức thực tế của đời mình thế nào. Xếp hình thì chắc nó đánh được tòe mỏ đó đi tổ. Quen xin số. Bạn cũng là thành nhìn nghiêm túc đấy. Cái trò chơi này nó cũng thiết lệnh đấy. Chả thứ gì vừa ăn vừa phải nhả ra. Con lợn, máy bào gỗ. Con gì có 18 trái tim? 10 trái. À, con gì có 10 trái tim? Hồ ly, con quỷ, con bài, con bạch tuộc. Trái tim, mình trái tim là con cơ với con bích đúng không? Nếu mà 10 trái tim là con 10 bích và con 10 cơ đúng không? Ui giời. Con bài chắc như bác rồi. Khi David Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? Vào mặt thủ môn, quả bóng, lưới và khung thành. Thế lấy người hỏi. Dễ. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì mưa phùn. Dâm đây, nhưng đây nó có hai dâm. Một là dâm mát ấy. Hai là dâm cô lương. Thì không biết nên chọn dâm nào. Sao thua vậy? Hai đầu câu 3Z03. Ôi tụi trái đổ. Thua rồi không? Thua vậy? Thua rồi. Đọc mà, đọc gì hết rồi. Thế rồi, xem quay lại. Mình trả lời được 9 câu. Một người đang đi thì dính mưa. Nhìn thấy một con cò. Con cò. Hỏi tại sao người đó lại đi về? Không có dù. Thích thì về. Sợ con cò nên về. Về trú mưa. đang đi thì dính mưa, nhìn thấy muôn cỏ. Sao lại biết nhỉ? Hỏi tại sao người nó lại đi về? Cỏ quay, cỏ là quay đấy, quay về, đúng rồi, về trú mưa. Đúng không? Về trú mưa. Thế rồi. Đừng một lần thôi thì không thích thì về. Cò quay cò ấy, các bạn có hiểu từ quay cò nghĩa là quay về là đúng rồi, sao lại cái bọn này ngu hơn mình. Con này nó gọi là thích thì về. Sợ cò nên về. Ủa thôi rồi, chứ rồi. Thích thì về. Cái này nó phải nói rằng nó ngu vãi, con nhà bà thích. Thích thì về. Đấy, anh không chọn, anh lại đi chọn cái này. Cho anh chọn thích thì về rồi. Ai bảo con phải chọn thế? Rồi ôi, ngu lắm em ơi. Ngu lắm em ơi, ngu lắm. Bây giờ thế nào em? Nói chung là như này nó thiên vị các bạn. Nhiều khi nó câu dễ, nhiều khi nó bén câu khó thì đúng chơi này thua oan. Thật sự là thua oan. Oan luôn. Không oan. Thế người ta bảo cái này là cũng phải sự là may mắn. Mà cái đầu óc cũng phải thông minh. Của em đấy. Mất tiền quá xinh đẹp. Vẫn còn một cái hình phạt nữa. Đã đó. Nhớ lúc đầu bảo là không phải có trưởng thì phải có phạt. Trưởng rồi, trưởng đây là phạt mà. Trưởng đây là trưởng, còn đây là bị phạt. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nghe chưa? Rõ chưa? Đó, ok thì thật sự là cái game này nó ngu. Nên là thật sự là tôi khôn hơn. Tôi khôn hơn nó nên là tôi trả lời những câu của anh ngu luôn. Toàn bị sai rồi. Nào. Tôi Duy Thường. Nhà đâu? Nhà ở Phượng Sơn, Lưu Ngại, Bắc Giang. Năm nay bao tuổi? Năm nay sinh năm 94, năm nay là 24 tuổi. Tôi nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp là nghiệp dư, quay phim, làm YouTube. Như làm đó. Hiện nay là tôi ngu hơn cái bọn chơi game ngu. Nên là tôi trả lời thua Minh Quầy. Tôi là người ngu. Là không bao giờ là ngu đâu. Đấy anh đọc sai đấy. Em không bảo đây. Em chẳng ngu. Người ta gọi là không sai cái gì cả, chỉ sợ đồng đội ngu hơn bỏ. Đúng rồi. Em cũng ngu. Em cũng ngu. Em ngu. Mày đọc đi. Em ngu như bò. Ok thì tôi thật sự là anh em tôi dừng clip ở đây. Anh em nào yêu thích cái trò chơi này gọi là trò chơi game ngu này, anh em xuống phần link mô tả bên dưới video này, tôi có để link mô tả dưới video này, anh em tải game ngu này về chơi nhá. Ok thì bây giờ hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi Duy Thường chào tất cả các bạn. Tôi Minh Hoài chào tất cả anh em. Bye bye.